Hoàng, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan pin của Hitachi DF14DVS3 được xuất xứ tại Nhật Bản. Thì đây là vỏ hộp của máy được làm bằng nhựa cao cấp. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho tất cả các bạn xem bên trong hộp còn có những gì. Bên trong hộp nó sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng của máy và một máy, hai pin và một sạc và một cái đèn pin và một bắp vít đi kèm. Đây là đèn pin khi chúng ta sử dụng vào trong những nơi tối. Đây là cục sạc, sạc pin của Hitachi 18V. Đây là pin đi kèm 14V Hitachi. Còn đây là máy của chúng ta. Thì máy này nó sẽ được nó có tới 22 cấp tốc độ khác nhau và nhìn máy nó rất sắc sảo. Thì trên đây là tốc độ nhanh của máy và tốc độ chậm. Các bạn đẩy lên là tốc độ nhanh, còn các bạn đẩy xuống là tốc độ chậm. Trên thân máy nó có thể hiện model máy, nhà sản xuất, số series và công suất và tốc độ của máy trên này. Đây là công tắc đảo chiều. Đây là sạc pin 14V. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn về máy mà máy khoan của Hitachi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.